Tôn Hoàng xin chào cả nhà nha. Vừa mới rảnh được chút xíu thì chạy ra qua đây ngồi thu âm cho mọi người neo nha mọi người. Thì ở đây Hoàng có đắp một bộ full set màu clipping với ombre màu màu vàng nha. Rồi cái bộ này thì chút nữa mình design sau. Thì cái clip này chủ yếu về là vũ shape nha mọi người. Đây, thì vũ shape thì mọi người vũ nếu mà ai mà muốn vũ nhanh giống như Hoàng vậy á thì mình phải chọn lựa cây vũ mà đừng có quá bén nha mọi người, đừng có quá bén mà đừng có quá giống như là không bén nha, mà vừa vừa thôi thì mình vũ nó cái shape nó chuẩn nè, với lại nó nhanh nữa nha mọi người. Đó, bây giờ Hoàng sẽ vũ nè. Vũ kiểu này thì cẩn thận nha, nếu mà cây vũ bén quá thì nó sẽ đứt tay khách nha mọi người, nên mình phải biết cây vũ nó tới đâu thì được nha. Rồi, Hoàng sẽ chổng cái tay của người khách lên, Hoàng vỗ real square nha. Đây là shape coffin mà Hoàng muốn cho nó thẳng thiệt thẳng nha mọi người. Thì Hoàng để lên, Hoàng vỗ shape nè. Đó, để lên vỗ shape thì không bao giờ mà méo nổi mọi người. Nếu mà méo là mình sẽ thấy cái móng nó méo thì mình sẽ chỉnh lại nha. Đó, cứ vỗ vậy thôi. Sau khi vỗ chổng cái tay khách lên vỗ thì Hoàng sẽ vỗ ở dưới nè, mọi người thấy không, đâu có dính bột ở dưới đâu, nhưng mà Hoàng vẫn vỗ nha, để chút nữa mình vỗ cái móng nó nhìn nó narrow hơn, nó skinny hơn nữa đó. Không, dù không có bột mình cũng phải vỗ nha mọi người. Đó, cứ cứ tiếp tục vỗ vậy. Mọi người đắp cái kiểu, học được kiểu đắp bột này của Hoàng thì không bao giờ mà bột nó chảy xuống dưới được hết mọi người. Đó, bây giờ Hoàng sẽ đi cubicle nè. Mọi người thấy cái ngón cái của Hoàng không? Hoàng vừa cầm, vừa là nhiệm vụ mà Hoàng cầm, Hoàng bám cái ngón tay lại, mà vừa là nhiệm vụ mà Hoàng Hoàng bóp bột ra nha. Đó, cứ cứ tiếp tục vậy mà mình vỗ trên cubicle thôi nha mọi người. Đó, vỗ cho nó tròn, càng ôm sát càng đẹp nha. Mọi người thấy cái ngón giữa của Hoàng không? Hoàng sẽ bóp bột từ cái cạnh bên tay phải nha. Đó, cái ngón giữa của Hoàng là hoàn hoàn là nhiệm vụ bóp bột ra với dịnh nha, chứ không phải là nhiệm vụ mà cầm cái tay khách không đâu. Đó, cầm mà phải bóp ra nó nha mọi người. Đó, bóp bóp thì bột nó ra, thì mình khỏi lấy cái tay, thường thường đó là mình lấy cái ngón tay bên tay cái bên của cái tay mà cầm dũa mọi người, thì Hoàng sẽ bóp ra. Nhưng mà từ khi mà Hoàng biết cái kiểu cách này đó thì Hoàng dùng cái tay kia Hoàng bóp luôn, đỡ đỡ cực nha mọi người. Đó, tiện nữa, vũ cho nó tròn, nó ôm sát xuống là ok. Bởi vậy Hoàng trong những clip Hoàng hướng dẫn mọi người đắp bột á, lúc mà mọi người bỏ bột clear lên á thì bỏ sát, đừng có sát cuticle quá, bỏ nó hơi khúc ở dưới thôi, thì lúc mà mình vũ á, nó sẽ dễ dàng hơn nha. Đó, cứ vũ ôm sát cho mọi người thấy. Thấy hôm nay Hoàng mặc đồ mũi đen không mọi người? Hai người đều xăm đều hết, khách cũng xăm, Hoàng cũng xăm hết luôn. Rồi, cứ đó, ngón cái mọi người thấy không, ngón giữa Hoàng bóp ra rồi xong đi tròn qua luôn, tròn qua từ tới 8 phần, tới 8 phần rồi mình dùng cái ngón cái mình bóp ra, mình đi cho nó tròn luôn nha. Đó, sau khi vũ chạy máy cuticle xong, Hoàng sẽ đi lại cái shape nè. Đó, đi lại cái shape không phải là cái shape nó chưa đẹp mà Hoàng đi lại, mà Hoàng đi á, là thứ nhất á, là cho cái bột ở dưới á, nó ra mọi người, cho cái móng nhìn nó narrow hơn. Thứ hai đó là mình cho nó ôm vô, chúng tại vì trên mặt Hoàng đâu có vũ đâu, nên Hoàng cần ngay cái chỗ bên phải với bên trái á, vũ cho nó ôm sát vô thì nó sẽ tròn, cái móng tay nó sẽ đẹp nha. Để cái vũ từ dưới lên nha mọi người, xong cho nó ôm sát luôn, cho nó tròn luôn. Đó, ok, tại vì Hoàng đâu có vũ trên mặt đâu mọi người, nên mình phải dùng cái vũ này mình bào luôn. Sau khi vũ xếp lại một lần nữa, make sure cái móng nó đẹp thì Hoàng sẽ buffer nha. Mình đã vừa cái móng nó đã đẹp sẵn rồi mọi người, nên mình bóp phờ, mình chỉ cần bóp cho nó đều là ok, chứ chứ không phải mà mình chà 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 hoài thì cho nó mịn thiệt là mịn, không phải vậy thì rất là mất sức nha mọi người. Thứ nhất là mất sức nè, thứ hai là mất thời gian nè, mà mình chà hoài nó cũng vậy. À, quan trọng là mình đã đắp đẹp,
rồi mình chỉ cho nó nhám, cái buffer nó nhám được chút nữa mình sơn top hoặc mình design hoặc là mình sơn treo á thì nó sẽ ở nha. Đó rồi, sau khi xong mình Hoàng sẽ nhảy qua tay bên đây nha, bóp bột ra cho cái khóe nó ra bột mọi người. Đó, bóp ra. Nếu mà cái tay mà khách mà giống như là cái tay mà mỏng quá mọi người thì không nên giũa giống như vậy nha. Tại vì giũa cái tay này là trừ khi tay của người khách giống như là dày mà cứng á mọi người thì mình giũa tốc độ luôn, giũa tích tốc luôn thì mình giũa mình không có sợ bị khách bị đứt tay nha. Nhưng mà nếu á mà tay của khách quá mỏng mọi người thì mình phải bóp từ từ, mình giũa từ từ ok hơn nha. Đó, tùy mỗi người khách thôi, tùy mỗi người khách mình làm rồi mình từ từ mình sẽ quen nha mọi người. Sau khi giũa xếp hai bên xong, Hoàng sẽ chổng cái tay khách lại, Hoàng giũa cho nó thẳng, thật là thẳng luôn nha. Khách ở đây thì đa số 10 người thì hết 9 người muốn cái móng nó thật là giống như coffin, phải ra coffin, nó không có giống như muốn round này nọ mọi người, giống như square round này nọ. Thì cái khu của Hoàng thì khách không có thích vậy, thì khách thích là real square giống vậy. Point thì cũng vậy mọi người, muốn thiệt là nhọn luôn, giống như nhọn mà đến giống như cây kim gì đó. Rồi lấy cái máy Hoàng chạy trên da của khách luôn nha, cho bột nó ra luôn mọi người, tiện không đó. Nhiều khi mình đắp bột đó, hoặc là cái nước lưu quỳnh nó dính mà nó dính bột ở trên da đó, thì mình lấy cái máy mình cạo luôn. Đó, cứ đi cho tròn kêu cầu. Mình đã đắp bột nó sát, nó ôm xuống rồi, mịn rồi mọi người. Thì mình chỉ cần đi cho nó tròn là ok, để lúc mà nó không bị lift. Rồi xong là mình phải nhảy qua cái tay khách liền nha mọi người. Chứ đừng có mà mình vũa qua vũa lại hoài, mà mình vũa trên mặt móng mà đi qua đi lại hoài thì nó rất là mất thời gian nha mọi người. Mọi người cứ tính đi, một khách mà mình làm nhanh hơn người khác 15 phút mà ngày nào mình cũng làm nhanh hơn vậy là mình sẽ hơn người ta biết bao nhiêu mọi người. Nếu mà mình cứ làm lâu vậy thì 100 con 10 con thì nó rất là mất thời gian nha. Nên Hoàng khuyên mọi người mình nên đắp bột chuẩn thì mình chỉ cần vũ trên cuticle thôi. Đó, cái ngón giữa mọi người thấy không, Hoàng bóp ra, sau khi bóp xong rồi nè, bo cua qua luôn. Ở cái ngón cái mình sẽ bóp bên tay trái qua cho cái khóe nó ra cái bột nha. Đó, đơn giản mọi người. Mình bây giờ mình á, mình đã làm giống như đẹp rồi thì mình cái kỹ thuật mình nó cũng phải nhìn chuyên nghiệp chút xíu, nhìn giống như cái nào tiện cho mình mà mình làm nhanh được thì mình tập mấy cái đó mọi người. Tại vì mình làm nail, mình làm hoài mà mọi người. Nhiều khi có người ta làm từ giống như Hoàng làm nail từ 20 tuổi mọi người, nhưng mà Hoàng nghĩ là Hoàng sẽ đi theo con đường này chắc cũng tới lớn luôn á. Nên mình cần học những cái kỹ thuật của người nào hay á, mà tiện cho mình, mà nhìn chuyên nghiệp á, thì mình sẽ học cái kiểu đó nha mọi người. Đó, đi cho nó tròn qua luôn. Rồi sau khi vũa chạy máy xong, Hoàng sẽ đi lại cái shape nè. Đó mọi người thấy không, Hoàng để cái vũa từ dưới Hoàng ôm cua qua luôn, lên cái móng luôn mọi người, là nó sẽ tròn ngay khúc đó liền. Đó, phải để cái vũa từ dưới nha, xong mình ôm lên. Đó là cái móng nó nhìn, tại hồi nãy mình vũa dưới á, thì mình lúc mình đi cái vũa bột nó ra khúc đó thì nhìn cái móng nó sẽ skinny lại liền mọi người, nhìn nó narrow lại á. Đó, nhớ là vũa cho nó ôm qua luôn nha mọi người, cho nó tròn luôn. Đó, cái tay này thì mọi người cũng có thể biết tay này thì người khách cũng dày mọi người, nên Hoàng vũa thí thế luôn thì không có sợ cắt đứt nha. Với lại cái cây này á mọi người, cái độ nhám nó cũng bớt rồi, mình cũng vũa một hai người khách rồi cái độ nhám nó cũng bớt rồi, nên Hoàng có thể vũa nhanh được luôn nha. Chứ nhiều khi mà cái cây mà không có nhám lắm á mọi người ơi, cái cây mà giống như nhám quá đó, vũa một cái nhiều khi cũng bị đứt hoài, nên mình phải mấy cái cây đó thì Hoàng vũa trước một hai người trước rồi Hoàng mới vũa nhanh được nha. Đó mọi người coi cái shape nè, đều chưa, đó rất là đơn giản nha mọi người. Mọi người xem video nhớ bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ kênh của Hoàng phát triển hơn nha mọi người. Hoàng cảm ơn tất cả mọi người, bye bye mọi người.